một video dành cho các bạn nam. Các bạn nam giờ anh em vô ngồi đây vô đây chị. Đứng dậy, đi vô khác. Đứng dậy, đi vô khác. Trời ơi, chỗ của tôi đó, cho chiếm rồi đó. Rồi, câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là làm thế nào để có chuột to? Chuột to đây, bắp tay 40cm làm sao đó tập được cái bắp tay 40-42cm. À, tôi nhớ cái hồi xưa lúc mà tôi mới tập á. Các bạn không em? Giảm nhỏ thôi. Tôi nhớ cái hồi xưa á, lúc mà tôi mới tập á, tôi kể các bạn nghe. Nhìn những người mà có bắp chuột tay to rất là thích. Nhưng mà cũng suy nghĩ làm sao để mà đạt được cái vấn đề đó. Đầu tiên là cái việc rèn luyện thường xuyên. Thứ hai là cái việc mà gia tăng cái mức tạ thường xuyên. Nghĩa là bạn muốn cái chuột bạn to hơn, nó rõ nét hơn, nó cắt nét luôn như thế này, hay là nó cắt nét luôn như thế này. Nó đòi hỏi cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn nó phải thấp. Và cái việc bạn tập đúng kỹ thuật, tập đi, tập lại, tập tới, tập lui, tập nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm và tăng dần cái mức tạ, tập đa dạng nhiều bài tập, cuốn tạ đơn, ngồi cuốn tạ, cuốn ở ngoài, rồi đứng kéo cáp, cuốn đòn nhét, cuốn đòn thẳng, nhiều cách tập tổng hợp lại, khi cơ bắp của bạn được kích thích nhiều, bạn mới gia tăng kích thước cái phần cơn chuột đó. Rồi đôi khi bạn còn phải hít xà đơn, tập đa dạng nhiều bài tập giống như bất kỳ những nhóm cơ khác, ví dụ như cơ vai, cơ ngực, bạn đều phải tập luyện rất là nhiều như vậy. Rồi, làm thế nào để mà có thể tăng tạ được? Các bạn phải xen kẽ giữa những khoảng thời gian mà các bạn tập tạ nặng và tập tạ vừa. Các bạn hiểu không? Nghĩa những các bạn những cái mức tạ mà bạn tập với khoảng tầm từ 10 đến 12 cái trong một hiệp và khoảng 3 đến 4 hiệp tập, 3 đến 4 set tập á, thì cái mức tạ đó nó kích thích cái cơ bắp của bạn để nó có thể nó bự hơn và kích thích được rất là nhiều. Tuy nhiên đôi khi bạn phải mạo hiểm một chút, bạn phải tập ở cái mức bạn gia tăng sức mạnh với những cái hiệp tập khoảng từ 4-5 cái thôi, nhưng mà bạn phải tập với mức tạ nặng hơn. 4 cái là đuối, 4, 5 nó là hết. Rồi, một cái mèo nữa tập chuột nữa là khi bạn tập những bài tập tay á, lúc mà bạn hạ xuống á, tôi ví dụ như đây là cục 7.5 đi ha. Khi tập á, là bạn cuốn tạ xuống như thế này nè, là bạn phải thả từ từ xuống. Khi bạn thả từ từ xuống á, dù đây cận cảnh em, bạn sẽ cảm thấy á, nghĩa là có khi bạn quăng xuống nhanh về á, sẽ nghe là tức nó vô phần này. Nhưng mà nếu mà bạn thả từ từ xuống nó gì nè, bạn sẽ thấy cái phần cơ này của bạn là nó gồng ở đây, cho nên gọi là níu dài cái phần con chuột chỗ này một xíu, sau đó bạn co lại, cuốn từ từ lên ở đây, bạn lại bóp, bạn lại tròn lại, thì đó là cách để con chuột của bạn được kích thích nhiều nhất có thể và nó sẽ được nhiều hơn. Và song song với việc là bạn tập đúng kỹ thuật ở những cái hiệp 10-12 nó tập chậm để kéo dài chuột của bạn, thì những cái hiệp tập 4-6 bạn sẽ hơi tập nhanh hơn chút để huy động cái sức mạnh, nghĩa là tập cho cái cơ và cái phản xạ dây thần kinh nó quen với việc tập nặng. Rồi, khi đó. Nào nên tăng tạ anh? Khi nào nên tăng tạ là khi nào bạn cảm thấy quen. Và tôi ví dụ như cục 7.5 như nãy, ví dụ như mọi người mới, người ta chỉ có thể cuốn cỡ 8 cái chưa nên tăng. Nhưng nếu bạn có thể cuốn chuẩn cỡ 12 cái thì bạn nên tăng lên 10kg, bạn cuốn cỡ 9-10 cái. Khi 10kg bạn cuốn được 12 cái thì tiếp tục là bạn lên 12.5 bạn cuốn 8-9 hoặc là 9-10. Lên mức 12.5 đạt được 12-15 cái, bạn lại gia tăng lên cái mức nặng hơn 15kg, bạn cuốn 7 cái, 8 cái, cứ thế tăng dần lên. Rồi, bây giờ một ví dụ cụ thể của một bạn gửi câu hỏi là em đẩy được 60kg 9 cái và em có nên tăng tạ không, và tăng bao nhiêu, tăng như thế nào? Đầu tiên là cái việc mà đẩy tạ là đẩy tạ nằm ha, nó không liên quan tới việc cuốn tập chuột tay cơ đáy trước ha. Nhưng mà ý tôi hiểu bạn nói là cái mức mà bạn tập cỡ 9 cái thì bạn có nên tăng tạ hay không? Nên, bạn nên tăng lên giữa cái việc đầu tiên á, là bạn sẽ phải có hai điều bạn phải làm song song nha. Nghĩa là ví dụ như tuần này bạn tập kiểu này, kiểu A, tuần tới bạn tập kiểu B, và cái đó xen kẽ giữa các tuần nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Cái cách này, cách A đó là bạn giữ 60kg, bạn cố gắng bạn đẩy lên đến cỡ 12 cái. Và cách B là bạn tăng lên 70kg, bạn đẩy cố gắng khoảng 6-7 cái. Nghĩa là một cái nó gia tăng cái sức bền cơ và nó kích thích khối cơ của bạn nhiều. Một cái nó gia tăng cái mức sức mạnh và cái sức chịu đựng, cái trọng lượng lớn cho cái khối cơ và khung xương của bạn. Và cả tổng hợp cả hai vấn đề đó, bạn dễ dàng phát triển cơ.
Tất nhiên là để tập được điều đó bạn phải có một dinh dưỡng rất là tốt, bạn hiểu không? Là tăng bao nhiêu phần trăm á? Không phải là bao nhiêu phần trăm, nó sẽ rất là khó tính, tăng cỡ 10% đến 15%. Tuy nhiên á, nó còn phụ thuộc vào cái một cái rất là đơn giản, đó là cái số trên cục tạ. Ví dụ như có những phòng tập tạ đó là 20, 22, 24, có những phòng tạ là 17.5, 20, 22.5, 25. Đó cũng giống như là bánh tạ đi, nó sẽ là ví dụ như bánh lẻ là bánh 2.5, bánh 5, bánh 10, thì bạn tăng mà xếp tăng lần 5kg hoặc là 10kg hoặc là lần 2.5kg, đó là tùy cái sức của bạn. Nghĩa là bạn tăng, bạn cứ tính ra cái phần trăm của nó là cũng khá là gần giống như vậy. Ví dụ như giờ 60kg, bạn tăng 10% là nó lên 70kg, thì tất nhiên bạn phải rác thêm mỗi bên là 5kg. Điều dễ hiểu không? Nó rất là dễ. Rồi, cố gắng đi thay đổi cái vấn đề đó nha. Còn nếu chưa biết, bạn có thể mua gói tập online trên website hoặc là fanpage, trên fanpage của tôi nha. Chắc chắn tôi hướng dẫn là tôi sẽ phải tính phí rồi. Bây giờ tôi sẽ kèm bạn rất là kỹ ha. Rồi, vậy đi. Rồi, ok, bye bye nha.